Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Thừa Thứ trưởng Công an, Trung ương Đảng loay hoay lúng túng. Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết số 56/2017/HQ14 vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính của nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả của chính phủ mới đây đã tiết lộ quy mô ấn tượng của bộ máy hành chính Việt Nam sau nhiều năm hô hào tinh giản biên chế. Tính đến nay, cả nước đã có 110 thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ, trong đó có 4 bộ vượt số lượng cấp phó so với quy định. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới vào ngày 29 tháng 4 năm 2020. Theo quy định tại luật tổ chức chính phủ vào năm 2015, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không được quá 5, riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao không quá 6. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là hai bộ có 9 thứ trưởng, vượt 3 so với quy định. Bộ Nội vụ cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vượt 1 người so với quy định. Ngược lại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông là hai bộ chỉ có 3 thứ trưởng, ít hơn 2 so với quy định. Có 7 bộ cơ quan ngang bộ có 4 thứ trưởng và tương đương, tức là ít hơn so với 1 quy định, gồm Bộ Xây dựng, Bộ Lao động, Bộ Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Dân tộc. Có 8 bộ cơ quan ngang bộ có 5 thứ trưởng và tương đương bằng số quy định, bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ. Truyền thông trong nước trích theo báo cáo giải thích, số lượng thứ trưởng nhiều hơn ở một số bộ chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ, như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo từ địa phương về trung ương. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng 3 tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 7 năm 2020. Nhân sự kiện tân Thủ tướng Nhật Bản Suga thành lập nội các chỉ với 13 bộ trưởng vào tháng trước, người Việt đã thêm một lần nữa có dịp để so sánh bộ máy hành chính của hai quốc gia Nhật Bản và Việt Nam giữa nền kinh tế thứ 3 của thế giới với một quốc gia thuộc top kém phát triển nhất thế giới. Bà Nguyễn Thị Bích Hậu, một tác giả có nhiều sách về giáo dục, đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân viết với tựa đề Giường cột quốc gia. Một nước như chúng ta có 22 bộ, tức là có 22 ông bà bộ trưởng quản lý 90 triệu dân và GDP đầu người là 2.740 đô la một năm. Nước Nhật có 13 bộ, nhưng chỉ có 12 ông bà bộ trưởng và họ kiêm nhiệm rất nhiều việc trong các lĩnh vực. Nhật có 126 triệu dân và GDP đầu người là 41.000 đô la mỗi năm. Và hiệu quả hay không thì mọi người tự hiểu. Nhật bầu chủ tịch đảng thì 2 ngày sau là bầu xong thủ tướng và 1 ngày sau là đủ nội các. Nội các bắt đầu làm việc vù vù ngày đêm phục vụ người dân, khỏi bàn cãi lằng nhằng, cũng không thấy tranh ghế chạy chức và đừng mong thơm nhũng. Bài viết đã nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh nội các mới của Nhật Bản gồm một thủ tướng, một phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính và 12 ông bà bộ trưởng khác. Có nhiều ý kiến đã bày tỏ sự thất vọng như sau: vậy thì họ mới giàu, còn mình thì quan to quan nhỏ, chỉ lo vơ vét của dân và nước. Nước mình quá lạm phát, cấp phó, cấp trưởng làm việc có bộ thì không hiệu quả, tham luận hội nghị thì toàn lời lẽ nội dung của cơ quan và người giúp việc, chỉ được cái miệng cứ điệu đà và dẻo kẹo, cứ triển khai hiệu quả kém, nặng về giữ ghế và tư duy nhiệm kỳ, cấp nào cũng vậy, tiến thân leo cao, chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm vẫn còn tồn tại, độc đoán, chuyên quyền, thiếu trách nhiệm, tham ô, tham nhũng, như vậy hỏi làm sao được với nước Nhật cơ chứ? Có tài và có tâm, một người quản lý được nhiều việc nhẹ như lông hồng. Bất tài thì cần có rất nhiều phó để có thể sai khiến và đổ tội cho dễ. Từ đó tạo ra cảnh tranh chức, tranh quyền và cuối cùng là rút kinh nghiệm do mô hình tập thể, lãnh đạo. Bao nhiêu đổ vào đầu thằng dân, ai giỏi có tâm, có tầm thì bị chúng hùa theo, đánh gục. Nhiều bình luận thì mỉa mai chính quyền Cộng sản Việt Nam như khổ, thiên đường chắc phải khác chứ, hoặc là họ, tức nước Nhật Bản, cũng chẳng cần hạt giống đỏ hay hồng phúc dân tộc gì hết. Tập trung quyền lực như Nhật Bản là không được, cần phải chia sẻ quyền lực cho đại diện của nhân dân theo nhiều tầng, nhiều lớp mới đúng với lý luận
sáng ngời một bầu trời chứ. Hoặc có người nói, định hướng xã hội chủ nghĩa còn lâu dài, mất nhiều công sức nên cần đông lãnh đạo, bà con thông cảm. Cũng từ năm 2015, báo Vietnamnet đã từng có bài viết mang tựa đề "Nhiều thứ trưởng là đương nhiên" nhằm lý giải thực trạng có quá nhiều cấp phó trong các cơ quan hành chính của nhà nước ở Việt Nam. Đây là hình ảnh sơ đồ cơ cấu tổ chức chính phủ Việt Nam được đánh giá là cồng kềnh nhưng không hiệu quả. Sau 5 năm, bài viết vẫn còn giữ được tính thời sự. Tác giả Đinh Duy Hòa đưa ra 3 nguyên nhân của hiện tượng nhiều cấp phó không chỉ ở cơ quan hành chính mà có ở các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan của Quốc hội. Căn nguyên thì thứ nhất nằm ở chính vị thế, vai trò của đảng cầm quyền. Đảng quyết định việc bố trí cán bộ lãnh đạo, có nhu cầu là phải quyết, nói cách khác là do đảng độc quyền lãnh đạo nên cũng toàn quyền đặt ai vào vị trí nào. Căn nguyên thứ hai liên quan đến cách thức, phương thức làm việc riêng của các cơ quan trong cả hệ thống hành chính nhà nước tại Việt Nam. Tức là người làm việc chính đó không được ký, chịu trách nhiệm, mọi thứ đều phải trình lên cấp trên và người ký tá các loại giấy tờ hành chính thường là cấp trưởng hoặc cấp phó. Công chức bình thường chỉ là cấp nghiên cứu, chuẩn bị văn bản, phó phòng, trưởng phòng, phó vụ trưởng về nguyên tắc cũng chỉ là giúp việc. Rất nhiều việc, các cơ sở địa phương hỏi đúng lĩnh vực vụ này, vụ kia phụ trách, nhưng vụ chỉ là chuẩn bị cho lãnh đạo bộ ký trả lời, rất mất thời gian văn bản, giấy tờ đi lại. Các cơ quan tại Việt Nam hầu như không có chuyện phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm trong nội bộ một cách rõ ràng. Vì vậy, việc phải dồn lên trên ký là tất yếu, đương nhiên phải có nhiều cấp phó. Trung bình một bộ có 2 hoặc 3 chục vụ, cục, mỗi thứ trưởng phụ trách vài vụ giúp bộ trưởng thì nhiều thứ trưởng là đương nhiên. Trung ương đã thế thì địa phương cũng vậy. Căn nguyên thứ ba cần chỉ rõ là chúng ta đang đảo lộn thứ bậc hành chính và do đó sinh ra nhiều cấp phó. Bộ ở nước ta cũng giống như các bộ ở nước có tổng cục và chức tương đương trực thuộc. Cái ta khác người ta là bố trí một số thứ trưởng kiêm thủ trưởng các tổ chức này. Đây chính là điểm phá vỡ thứ bậc hành chính và dẫn đến cần nhiều thứ trưởng. Và tác giả cho rằng đối với 3 nguyên nhân trên thì nguyên nhân thứ hai là khó khăn giải quyết nhất. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Tô Ân Sô trả lời tại cuộc họp báo giới giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 vào hôm 8 tháng 10. Giải pháp khắc phục ở đây chính là sự đổi mới, cải cách cách thức làm việc của các cơ quan hành chính mà trọng tâm là phân cấp, giao nhiệm vụ, thẩm quyền cho cấp dưới, kể cả công chức không giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Như vậy, vừa phải phát huy, nâng cao tính chủ động, chịu trách nhiệm của công chức, vừa không dồn việc không đáng lên cấp trên và do vậy sẽ giảm bớt được cấp phó. Trong một diễn biến mới nhất, nhân buổi họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 8 tháng 10, trả lời câu hỏi của báo Thanh Niên về việc báo cáo chính phủ đánh giá Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là các bộ có số lượng cấp phó vượt so với quy định. Nguyên nhân vì sao? Giải pháp khắc phục như thế nào? Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, theo quy định, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có 6 thứ trưởng. Trong trường hợp đặc biệt sẽ có bổ nhiệm thêm, nhưng phải do Bộ Chính trị và Trung ương quyết định. Đối với Bộ Công an là do bổ nhiệm gối đầu trong kỳ đại hội này. Sau đại hội tới đây, nhiều đồng chí sẽ nghỉ hưu. Thiếu tướng Tô Ân Sô đã nói như vậy và khẳng định chắc chắn trong nhiệm kỳ mới, số lượng cấp phó của Bộ Công an sẽ không vượt quá quy định của chính phủ. Hiện nay, Bộ Công an có 3 thứ trưởng ngoài 60 tuổi là Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955 và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1957. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020 với bản tin Thừa Thứ trưởng Công an, Trung ương Đảng loay hoay lúng túng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de